Từ sáng sớm đến chiều tối, việc của người đàn ông này là lượn phố, rong ruổi trên chiếc xe máy cùng thiết bị định vị để lập bản đồ lái xe tự động Ping, một nghề mới nổi đang bùng nổ nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cho công nghệ lái tự động ở Trung Quốc. Yao Tianlai và Liu Hailong là hai trong số những nhân viên của nhà cung cấp công nghệ lái xe tự động Rhino AI. Hôm nay, họ thu thập dữ liệu tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc. Nếu tốc độ xe quá nhanh, các điểm đánh dấu trên mặt đất lúc quét radar sẽ bị mờ, dẫn đến sai sót trong các bước tiếp theo như định vị bản đồ và xác minh địa điểm. Xe quét dữ liệu bản đồ không được đi song song với các xe khác và phải duy trì khoảng cách khoảng 10 mét với xe phía trước. Tốc độ cũng được quy định chặt chẽ là 30 km/h trên đường thông thường và 20 km/h tại các giao lộ để thu thập thông tin địa lý chính xác nhất. Với sự phát triển của công nghệ xe kết nối thông minh, xe tự lái đã thu hút giới trẻ vào các ngành nghề mới như kỹ thuật viên nhập liệu bản đồ và phân tích dữ liệu. Tôi chưa bao giờ ước mơ mình có thể trở thành kỹ sư vì trình độ học vấn thấp. Cả gia đình tôi, nhất là người lớn tuổi đều rất tự hào khi biết tôi làm công việc này. Theo dữ liệu từ dịch vụ tuyển dụng trực tuyến yaoping.com, số lượng vị trí việc làm trong ngành phát triển xe tự hành đã tăng gấp đôi trong khoảng từ năm 2020 đến năm 2023. Nhóm nghiên cứu và phát triển xe tự hành tại công ty nơi Gao và Lưu làm việc hiện có hơn 40 người và vẫn đang mong muốn tuyển dụng thêm các tài năng trẻ.